đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá chuyên án bắt 155 đối tượng người Việt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Lào có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Theo tài liệu trinh sát thu thập được, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bô Keo, Lào. Ngoài những nạn nhân tại các nước châu Á, với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt, các đối tượng đã lôi kéo dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã thiết lập nên một đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. Các đối tượng sẽ phải sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bô Keo, được phát kịch bản, điện thoại và SIM điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài sản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân nhưng độc thân. Thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi du lịch, làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng kinh doanh khách sạn ảo có tên OIO để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận. Từ đó, chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư vào. Nắm bắt được tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ nên không dám trình báo với cơ quan công an. Hơn nữa, trụ sở bọn chúng đặt cũng tại nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến. Nên đường dây này đã hoạt động cả một thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người. Sau khi nắm được quy luật hoạt động của tổ chức này, ngày 30 tháng 7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các tổ công tác của Ban chuyên án đã phối hợp với Công an Lào quyết định phá án. Mục tiêu Ban chuyên án đặt ra là bắt giữ được hết các đối tượng, khẩn trương thu giữ vật chứng và quan trọng hơn hết là bảo vệ được an toàn cho lực lượng bắt giữ. Sau khi đột nhập thành công, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Chúng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà, nên sau khi phát hiện có động đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Các đối tượng nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, leo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Sau hơn 4 giờ truy bắt, lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã xa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn SIM điện thoại không chính chủ và các công cụ tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, công an xác định đường dây này đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử 111 bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Đây là vụ án đòi nợ thuê kiểu xã hội đen. Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Vụ án có 115 bị hại và 91 tổ chức cá nhân được hội đồng xét xử triệu tập tham gia. Rất nhiều cảnh sát tư pháp cơ động được huy động để giữ an ninh phiên xét xử. Theo cáo trạng, giữa tháng 10 năm 2022, nhiều giáo viên và ban giám hiệu của một trường tiểu học ở phường 1, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang bất ngờ nhận được các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình một bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây. Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu nhà trường cho bé gái nghỉ học để gây áp lực, tác động gia đình bé trả nợ. Các đối tượng này đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ sát hại người thân của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó, một đại lý ga ở thị xã Cai Lậy nhận được điện thoại từ người lạ, yêu cầu chở tới trường tiểu học ở phường 1 bình ga 12kg. Cùng lúc, các đối tượng gọi điện thoại cho nữ hiệu trưởng ra nhận bình ga, nếu không sẽ cho nổ trường. Quá sợ hãi, giáo viên của trường đã đến công an trình báo. Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra xác định trước đó cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại tỉnh Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gốc 7,5 triệu đồng thì mất khả năng chi trả tiếp. Anh này đổi số điện thoại và trốn đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Người đàn ông sau đó nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không thực hiện sẽ sát hại con cháu ở quê nhà. Lo sợ cho tính mạng con và cháu, người đàn ông chuyển trả 10 triệu đồng. Sau đó người đàn ông này không tiếp tục trả nợ nên các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa ban giám hiệu và giáo viên. Xác định các số điện thoại nhắn tin gọi đe dọa buộc trả nợ do Hà Thị Hiệp, nhân viên của nhóm trưởng Nguyễn Thanh Hải thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt thực hiện. Nên tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính và hai chi nhánh của công ty. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa, đòi nợ nhiều người vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng và nhiều người khác. Theo cáo trạng, bị cáo Châu là phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, bị cáo Hùng có trách nhiệm đưa ra các giải pháp và đốc thúc thu hồi nợ. Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm một trưởng nhóm. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, bị cáo Châu Hùng lợi dụng danh nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng. Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài. Cáo trạng cáo buộc đây là nhóm tội phạm có tổ chức. Trong đó, bị cáo Châu và Hùng giữ vai trò chủ mưu trực tiếp tổ chức việc thực hiện hành vi phạm tội. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 25 ngày từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 8. Trung tá Nguyễn Trung Việt, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị mới giải cứu thành công trường hợp trẻ dưới 14 tuổi bị mẹ đem đi bán cái ngàn vàng. Theo Trung tá Nguyễn Trung Việt, đầu năm 2024, nghi ngờ con gái bị xâm hại, một người cha đã liên hệ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh nhờ hỗ trợ. Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 kiểm tra. Kết quả giám định cho thấy trẻ có dấu hiệu bị xâm hại. Vụ việc được trình báo đến Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của cháu bé, người mẹ đã nhiều lần đưa cháu bé từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh ép phải quan hệ với một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Mỗi lần ép con quan hệ, người mẹ nhận 5 đến 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng tiến hành truy tìm và bắt giữ người đàn ông đã quan hệ với cháu bé tại một khách sạn. Theo Công an phường Bến Nghé, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thương tâm đã được giải cứu. Trung tá Nguyễn Trung Việt cho biết hầu hết trẻ bị xâm hại và bạo lực ở địa bàn khác nhưng chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị thăm khám. Khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bến Nghé lập tức làm việc với thân nhân bệnh nhi, hướng dẫn các thủ tục quy trình để tiến hành điều tra. Còn theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, suốt 10 năm qua, đơn vị đã cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Công an địa phương phối hợp chặt chẽ trong tiếp cận các vụ án bảo vệ trẻ em bị xâm hại hoặc bạo hành. Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vừa truy tố bà NTKN về hành vi bán trinh tiết con gái 14 tuổi cho Trần Quốc Dũng với giá 30 triệu đồng.
Cùng với đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Theo hồ sơ, bà N và ông Dũng quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 4 năm 2023. Biết bà N đang chăm sóc con gái là cháu NKPU, sinh năm 2009, bị bệnh tiểu đường mãn tính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nên Dũng đến thăm và cho tiền. Nói chuyện với bà N, ông Dũng kể việc buôn bán gặp khó khăn, thì bà N gợi ý việc quan hệ với con gái còn Trinh sẽ giúp may mắn hơn. Người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán Trinh của con gái cho Dũng để lấy tiền. Sau đó, bà N đưa con gái về Hậu Giang, gọi điện thoại xin Dũng 100 triệu đồng để mua đất. Kết quả điều tra xác định cả bà N và ông Dũng đều hiểu là giá mua Trinh cháu U. Nhưng người đàn ông nói không đủ tiền. Vài ngày sau, bà N lại gọi xin 60 triệu đồng. Thực chất là bà N báo giá bán Trinh theo số tiền này thì ông Dũng đồng ý, xong trả giá xuống 30 triệu đồng. Bà N chấp nhận. Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi ngã giá xong, bà N nói với con gái việc cho ông Dũng cái ngàn vàng thì sẽ có tiền chữa bệnh, nên cháu đồng ý. Trong các ngày 16 tháng 8 và ngày 8 tháng 12 năm 2023, bà N đã hai lần đưa con gái từ Hậu Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để bán cái ngàn vàng cho ông Dũng tại một khách sạn trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Đến đầu năm 2024, cháu U kể lại sự việc cho cha đã ly hôn với bà N nghe, nên cha của cháu U đã trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, bà N và ông Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Ông Dũng cho biết, ngoài hai lần trực tiếp đưa cho cháu bé 18 triệu đồng tại khách sạn, thì bà N nhiều lần gọi điện xin tiền làm vốn buôn bán và lo sinh hoạt, nên ngầm hiểu là đòi tiền bán trinh tiết còn thiếu. Ông Dũng đã chuyển khoản cho bà N tổng cộng 25,3 triệu đồng. Còn bà N khai, ngoài tiền hỗ trợ mua vé xe chỉ nhận được 18 triệu đồng tiền ông Dũng mua cái ngàn vàng của con mình và đã tiêu xài hết. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào và hẹn gặp lại!